Sau việc phấn khích với tiết mục chồng đầu đỉnh cao của anh em Hoàng Tử Xiếc Việt Nam, không riêng gì khán giả mà nhiều sao Việt như Ngô Thanh Vân, Minh Tú, Tú Vi cũng đang rất phấn khích trước màn trình diễn của hai anh em Quốc Cơ và Quốc Nghiệp. Tối 21 tháng 4, tập 1 của chương trình Friday Got Talent 2018 phát sóng. Đây là chương trình có sự tham gia của anh em Hoàng Tử Xiếc Việt Nam, Quốc Cơ và Quốc Nghiệp. Anh em họ Giang đã thể hiện những động tác xiếc điêu luyện, hòa quyện qua phần sức mạnh đôi tay và chồng đầu đi trên bậc thang. Đây là màn biểu diễn xiếc gắn liền với tên tuổi của anh em Quốc Cơ, Quốc Nghiệp nhiều năm qua. Cả bốn giám khảo chia sẻ đều bất ngờ và ngạc nhiên với tiết mục đầy mạo hiểm của Quốc Cơ, Quốc Nghiệp. Giám khảo nổi tiếng Simon khẳng định: "Tôi cho rằng tiết mục này nói lên nhiều điều, không chỉ là một show thể hiện tài năng, mà còn là cả sự nỗ lực và trả giá rất nhiều. Không riêng gì khán giả mà nhiều sao Việt cũng đang rất phấn khích trước màn trình diễn của hai anh em Hoàng Tử Xiếc Việt Nam." Mặc dù đang bận rộn với lịch quay phim mới, nhưng Ngô Thanh Vân vẫn theo dõi chương trình và thích thú chia sẻ lại clip màn biểu diễn của anh em Quốc Cơ, Quốc Nghiệp. Hai bạn này làm mình tự hào quá. Trong khi đó, diễn viên Tú Vi dù đang ở cự cũng rất hào hứng với hình ảnh và tài năng của hai anh em Quốc Cơ, Quốc Nghiệp tại đấu trường quốc tế, hay quá đi. Minh Tú cũng chung niềm tự hào đối với phần trình diễn của hai Hoàng Tử Xiếc. Nữ diễn viên Hoàng Oanh chia sẻ cảm xúc và sự nể phục đối với những gì mà hai Hoàng Tử Xiếc đã thể hiện. Diễn viên hài Nam Thư chia sẻ niềm tự hào đối với hai anh Quốc Cơ và Quốc Nghiệp. Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường cho biết anh đã xem đi xem lại rất nhiều lần phần thi này. Vũ Công Huỳnh Mến cho biết cô nổi da gà khi xem lại phần thi của hai anh em Quốc Cơ và Quốc Nghiệp.